đánh bại Honda Vision, xe ga quốc dân. 150cc mới ra mắt giá 35 triệu đồng mà có TCS và ABS hai kênh. Tại triển lãm xe máy Trung Quốc 2024, Kỳ An Motorcycle đã cho ra mắt mẫu xe tay ga Hong 150GS hoàn toàn mới. Mẫu xe này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ khả năng vận hành vượt trội, trang bị phong phú và giá cả phải chăng chỉ 10.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 35 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Hong 150 S có ngoại hình được thiết kế độc đáo với mặt trước tạo hình góc cạnh, mang cho chiếc xe cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Các thanh cản được trang bị xung quanh thân xe, không chỉ nâng cao độ an toàn cho Moto Hong 150 S mà còn khiến tổng thể chiếc xe trông cứng cáp hơn. Đồng thời, Hong 150 S cung cấp 4 tùy chọn màu thân xe gồm trắng ngà, bạc cơ học, xám giữa các vì sao và đen ngày đêm, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của nhiều người khách hàng khác nhau. An toàn là một vấn đề quan trọng mà khách hàng quan tâm khi mua xe. Hiểu được điều này, nhà sản xuất trang bị cho Hong 150S phanh đĩa trước sau, cùng với hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Những trang bị này bảo đảm người dùng hoàn toàn có thể tự tin khi điều khiển Hong 150S trên mọi hành trình. Hong 150S cũng xuất sắc về mặt trang bị tiện nghi. Đèn pha LED mang lại hiệu ứng chiếu sáng tốt, bộ vành 12 inch giúp chiếc xe ổn định hơn, gác chân phía sau kiểu xoay mang lại nhiều không gian hơn cổng sạc USB hỗ trợ nhu cầu sạc pin một cách tiện lợi và màn hình LCD màu hiện đại. Những trang bị này không chỉ nâng cao tính thực dụng của chiếc xe mà còn giúp trải nghiệm lái xe thoải mái và thuận tiện hơn. Quizy Moto Hong 150S được trang bị động cơ dung tích 150cc, làm mát bằng nước với công suất tối đa 16,3 mã lực và mô men xoắn cực đại 14,8 Nm. Sức mạnh này vượt xa Honda Vision và thậm chí gần bằng SH160i.